Về cái bài hát Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có một cái may mắn cho Văn Dũng khi được trò chuyện với nhạc sĩ và được hỏi nhạc sĩ về cái hoàn cảnh ra đời của cái bài hát. Và trong cái bài hát này nó có một cái câu hát rất là ấn tượng: vì em đã mang lời khóm nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia. Thì được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giải bày. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có đến một cái nơi gọi là cái Hồ Bình An. Cái nơi này thì rất là đẹp, rất là thanh tịnh. Những người đến đây thì có thể mà trút bỏ được những cái ưu phiền trong cuộc sống, tìm cho mình những cái thanh thản trong cái tâm hồn. Trong buổi chiều hôm đó thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gặp người Messer, trong những cái hình ảnh, những cái giây phút có thể là lãng mạn riêng của nhạc sĩ, người Messer này đã mang cái lời khấn với Chúa nên bỏ tôi đứng bên đời kia. Đó là một cái mẩu chuyện mà tuy nó ngắn nhưng mà nó chất chứa rất là nhiều những cái tình cảm của tác giả đặt để trong cái bài hát. Và Quang Dũng cảm thấy là mình may mắn rất là nhiều khi được nhạc sĩ giải bày như vậy, và một cái bài hát mà mình nghĩ là mình nó sẽ theo Quang Dũng theo những cái lúc mình cô đơn, hay là những cái lúc mình mệt mỏi trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nhưng khi nghe lại, khi nghĩ lại những cái bài hát này, đó là một cái động lực cho mình vươn dậy, mình cố gắng bước tiếp. Nó giống như là một cái bài học cho mình. Em đã mang lời khấn nhỏ,
bỏ tôi đứng bên đời kia. Chân về giữa chợ chợt thấy vui như trẻ thơ, đời ta có khi là đốm lửa. Một hôm nhóm trong vườn khuya đóa hoa nào mới nở, đời tôi có ai vừa qua. Nhiều khi thấy trăm nghìn năm mộ, tôi nghĩ quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới lạ. Tôi đã sống rất ơ hờ, lòng tôi có đôi lần khép cửa rồi bên vết thương tôi quỳ, vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia. Vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia.